Từ xưa đến nay thì cái đẹp luôn được nhớ đến và ưu tiên. Có một số nghiên cứu rằng người đẹp hơn sẽ có nhiều thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Phụ nữ hiện đại ngày nay ngày càng độc lập, tự tin, cá tính và ngày càng biết chăm sóc sức khỏe, làm đẹp bản thân mình. Nhưng thời gian lại là kẻ thù của phụ nữ, tàn phá nhan sắc của phái đẹp từng ngày từng giờ. Bắt đầu từ sau 25 tuổi, mỗi một năm thì cái lượng collagen nó bị suy giảm đi mức 1% rồi. Chính cái sự suy giảm đấy thì nó làm cho cái trên da của chúng ta ấy, nó mất độ căng bóng, giảm cái sự đàn hồi và nó thiếu cái sự săn chắc đi. Đồng thời nó dẫn tới làn da bắt đầu bị chảy xệ, da bắt đầu bị lão hóa, xuất hiện những cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt. Cùng với sự phát triển của y học ngày nay thì trên thị trường thẩm mỹ có rất nhiều phương pháp làm đẹp. Các phương pháp làm đẹp đều nhắm đến hai mục đích chính, đó là nâng phần cơ chảy xệ và lấp đầy các vùng trũng trên gương mặt. Tuy nhiên, các phương pháp đó là các phương pháp đơn trị liệu, cho nên hiệu quả sẽ duy trì trong thời gian ngắn và cái tác dụng nó không được cao. Mega Fiber, dịch vụ trẻ hóa tự thân từ AI là gì? Mega Fiber là cái công nghệ độc quyền của Mega Hàn Quốc được chuyển giao cho phòng khám quốc tế Mega Gangnam. Bước đột phá của ngành thẩm mỹ thế giới. Mega Fiber là một phương pháp đa trị liệu đầu tiên trên thị trường sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để giúp xử lý triệt để mọi tình trạng lão hóa ở mọi độ tuổi. Hiệu quả của Mega Fiber như thế nào? Mega Fiber sử dụng hai công nghệ chính, đó là sợi siêu siết cơ Mega Fiber và collagen tự thân nhân bản, hai thành tựu của y học hiện đại. Sợi CV Mega Fiber sẽ giúp siết và kéo cơ chảy xệ, tạo nên những đường nét mềm mại tự nhiên cho gương mặt. Khắc phục được những vấn đề trên da như trùng nhão, da thiếu đàn hồi, kém săn chắc. Collagen tự thân nhân bản sẽ giúp làm đầy các vùng trũng, hớp trên gương mặt và hoàn toàn tương thích với cơ thể. Là máu được chiết xuất từ chính mình, sau đó dùng công nghệ đặc biệt để tạo thành collagen. Phương pháp này an toàn tuyệt đối. Mega Fiber không gây đơ cứng, không để lại sẹo. Thời gian hồi phục nhanh chóng. Chuyên gia đánh giá như thế nào về Mega Fiber? Đây là một công nghệ trẻ hóa ưu việt hơn so với các công nghệ trẻ hóa hiện nay trên thị trường. Độc sắc toàn diện từ gương mặt đến làn da. Mega Fiber chính là giải pháp làm đẹp hoàn hảo cho phụ nữ hiện nay. Các chị em phụ nữ hãy biết bản thân mình cần gì, muốn gì và lựa chọn cho mình một phương pháp làm đẹp phù hợp nhất với bản thân mình. Tôi mong chờ Mega Fiber có thể tiếp cận được nhiều chị em hơn nữa để tất cả chị em cùng có thể đẹp hơn, trẻ hơn.